Hello và xin chào tất cả các khán giả của kênh Tinty Channel. Ngày hôm nay là thứ 6 rồi và chúng ta lại có một cái mini game liên quan đến một cái series 36 pack này của mình. Đây là tập cuối cùng trong cái series mở 36 pack. Ở trong những tập trước thì chúng ta đã có mở thẻ liên quân này, thẻ One Piece, thẻ Thánh Gươm Thần Quỷ, thẻ Skibidi Toilet và ngày hôm nay sẽ là thẻ Pokemon cũng với số lượng là 36 pack. Thì như thông thường mình cũng sẽ để lại 12 pack để tặng cho một bạn khán giả may mắn. 12 pack nguyên siêu. Đây, mình sẽ để lại một giây. Một giây này ha. Thì một cái giây này sẽ gồm 12 pack. 3 giây là 36 pack. Và mình mua trên Shopee thì cũng giá khá là rẻ. Tại vì nó hướng tới đối tượng là học sinh mà. Người ta sẽ bán cho các bạn học sinh nên là giá rất là phải chăng. Cũng thẻ này thì của bên Trung Quốc sản xuất và chắc chắn là nó là thẻ fake rồi. Mà hình như đây là lần đầu tiên mình mở thẻ Pokemon fake thì phải. Ok, ở đây thì mình thấy có ghi là Paradox Rift. Cũng là một cái set mới của Scarlet và Violet. Nhưng mà họ lại có cái biểu tượng X ghi ở đây. Rồi Pokemon Go này. Xong ở đây lại có cả Sun Shield, Vivid Voltage nữa. Nói chung là người ta cứ ép lằng ngoằng lên rất nhiều những cái set có mặt ở trong một cái pack này. Và thường những pack fake thì nó sẽ có những cái răng cửa ở đây. Pack real thì không có. Ok, thì ngày mai mình sẽ mở thử xem là Pokemon fake thì sẽ như thế nào nhé. Chưa bao giờ mình mở thẻ fake luôn. Rồi, đây chúng ta có em rùa này. Em này tên là gì? Quên này. Dreadnought hay cái gì? Đây là Raichu. Em này trong Pokemon... cái gì nhỉ? Unite à? Ngày xưa mình cũng thường chơi. Ok, đây sẽ là pack đầu tiên. Các bạn có thể thấy là chúng ta có 2, 4, 6 và 8 thẻ trong một pack. Mặt đằng sau thì có cái biểu tượng XY này. Và thẻ thì làm bằng giấy rất là mỏng. Ok, đây là thẻ tiếng Anh. Zoom gần cho các bạn xem. Eldegard V, Dragonfish V. Những thẻ fake này thì nó trơn tuột luôn, nó không hề có vân như là thẻ thường, như là thẻ real. Chúng ta có Kyurt V-Star Rainbow. Những lá Rainbow trở nên, những lá V-Max trở nên thì sẽ có vân. Còn đây thì các bạn nhìn này, nó không phải có vân chứ nào. Discord V, Akron V. Chúng ta có Single Strike Sifu V và Palkia V-Star. Thêm một lá Zamazenta V nữa. Thì ra thì cũng khá lâu rồi mình không bỏ thẻ Pokemon phiên bản Dream. Hiện tại thì thị trường thẻ Pokemon đang khá là đi xuống, cảm giác như là nó không còn được nớ mạnh giống như cái thời Sun Shield nữa. Sau khi phiên bản Scarlet và Violet ra mắt thì mình thấy nó đang giảm dần cái độ hot xuống ấy. Ok, chúng ta có một lá nấp lánh Vikavolt GX, một lá thời Sun and Moon. Ở đây có năm sản xuất là năm 2023 nha các bạn. Nhưng mà thực ra lá này bản real thì nó là phải tầm 2017-2018 gì đâu. Dominion V, Mopeco V. Em này là Dreaming à? V-Star Honkrow V, Samurott V, Sylveon V-Max, Simisear V. Hầu như là V, V-Max và V-Star những đá ở thời Sun Shield. Chúng ta có Sunkanio GX, em sư tử mặt trời thời Sun and Moon này, hệ thép. Mimikyu V-Max, Kingler V-Max. Chúng ta có em này là DIK chứ nhỉ. Kingler V. Em này là, mình quên mất tên rồi. Không phải là Nenner. Starmie, Shaymin.
Đây chắc là loại hiếm nhất này. Rinaboom này, Fanboom này, Whimsicott. Charizard Vista. Mimikyu V. Decidueye V. Mimikyu V. Charizard V. Alternate Art. Ok, mấy lá xịn xịn của mình sẽ để sang một bên ha. Chúng ta có Wi-Fi của nó. Lá này nó còn bị bóc cái phần này ra nữa chứ. Đúng là thiểu fake. Zamazenta, Urshifu, Raichu, Virion, Zaru, Mimikyu. Snorlax VMAX. Em này đẹp. Còn mấy thẻ có rồi thôi. Đối với mình thì cái thời Scarlet Violet nó không hấp dẫn bằng thời Sun Shield hoặc là Sun and Moon. Urshifu này, Flygon này, Garchomp này, Minion, Palkia, Mimikyu VMAX, Kingler VMAX. Và chúng ta có em rắn Sanaconda. Akon Urshifu, Pikachu, Rapid Urshifu, Raichu, Rainbow Charizard Vista. Bách tiếp theo, Internian, Arceus, Umbreon, Urshifu, Palkia, Zamazenta. Mimikyu VMAX, một lá Gold này, Kingler, Rainbow, Raichu, Whimsicott Vista Rainbow và Raichu GX nấp ảnh. Các bạn học sinh nào mà không có nhiều điều kiện mà mua thẻ Real, Fake Real về mở thì mua mấy cái thẻ Fake này thì mở cho nó đỡ bị ghiền thôi. Chứ còn mình thì mình cũng không thích mấy cái thẻ này lắm. Dù sao thì sưu tập đồ Real thì nó vẫn thích hơn. Có tội là giá rất là đắt. Unchapon, Akron, Urshifu VMAX. Và chúng ta có Tapu Koko GX. Chúng ta có Nunana GX, một em rơi mặt trăng thời gian này môn. Honkrow V Alternate Art. Raikou V Umbreon V và Zapdos V Golden. Ho-Oh GX, Mimikyu VMAX, một lá Golden này. Đấy là tất cả cái lá này nó đều là lá từ lá vi trở nên, không có lá thường. Vicavone GX này, Articuno V Golden, Pikachu, Flygon, Granbull, Sunkadio, Machamp, Urshifu. Ở Việt Nam mình thì không có những cái trụ sở chính của Pokemon, Pokemon Center, giống như là bên Thái hay là bên Sinh hay là Indo. Thế cho nên là giá nhập vào sẽ rất là mắc.
Và các bạn biết là Pokemon có tiếng Thái, có tiếng Indo, có tiếng Trung, có tiếng Hàn, nhưng mà không có Pokemon tiếng Việt. Thị trường Việt Nam của mình thì đang rất là thấp so với những nước khác, nên Pokemon họ cũng không có thể đầu tư vào Việt Nam được, chưa đầu tư được. Mặc dù hiện tại cộng đồng chơi thẻ Pokemon ở Việt Nam mình cũng đang lớn mạnh dần lên, không chỉ Pokemon mà những cái thẻ bài khác như là Yugi, rồi thì Dragon Ball, One Piece cũng đang dần lớn mạnh, nhưng mà nó chưa đủ, chưa đủ để mà Pokemon họ đầu tư vào thị trường Việt Nam. Hy vọng là trong tương lai các bạn là trẻ lớp kế cận, các bạn tầm Gen Z hay là bây giờ những bạn học cấp 2, 2K7, 2K8, sau này các bạn cũng sẽ sưu tập, và chúng ta sẽ có một cái cộng đồng sưu tập thẻ Pokemon lớn mạnh, có thể cùng nhau trao đổi chết những cái lá bài mà mình mong muốn, tạo dựng một cộng đồng sưu tập thẻ Pokemon hoành tráng lớn mạnh. Thì mình nghĩ là biết đâu đấy chúng ta sẽ có những cái thẻ Pokemon bằng tiếng Việt. Ok, chỉ còn 2 bách nữa thôi là hết rồi. Đối với mình thì mình không thích sưu tập thẻ fake, nhưng mà thôi thì dành cho những bạn nào mà còn nhỏ ấy, tầm cấp 1 chẳng hạn, cầm cái này về nhà ngắm lớn. Hoặc là mình sẽ tặng các bạn 12 cái bách kia để về nhà các bạn tập mở dần ha, sau này mở thẻ real cho nó đỡ bỡ ngỡ. Ok, chúng ta có một lá Salonzo GX và Fortune V. Như vậy là mình đã mở xong tất cả 24 pack, và ở đây chúng ta có 192 thẻ. Có một vài cái thẻ gọi là đẹp đẹp mình để ra ngoài, gồm có 2 lá Charizard V-Star Rainbow. Lá này mà phiên bản tiếng Anh thì cũng tầm đâu đó khoảng 100 đô thì phải. Charizard V Alternate Art, cảnh nó chiến đấu với Fushigibara Bibasaur. Và đây là 2 lá Snorlax óng ánh, nhìn cũng khá là đẹp. Có tội nó không có vân thôi. Ok, thì đây sẽ là một cái mini game cuối cùng trong cái series 36 pack này của mình, tặng các bạn là 192 thẻ này với lại 12 pack của Pokemon phiên bản Fake của Trung Quốc sản xuất. Thì các bạn đã dự đoán cho mình một con số đúng với giải đặc biệt số kiên thiết miền Bắc hôm thứ tư tuần sau nhé. Đồng thời comment cho mình một em Pokemon mà các bạn yêu thích nhất, ví dụ như là Snorlax gạch ngang 51 hay là Pikachu gạch ngang 13 chẳng hạn. Và nào trả lời đúng và nhanh nhất trong phạm vi cộng trừ 3 thì mình xin dành tặng lại toàn bộ thẻ cùng với pack này cho người đó ha. Và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh giúp cho DNT sớm đạt 30.000 sub ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.